Thủy xin chào tất cả các bạn nha. Trước tiên Thủy xin chúc cho tất cả các bạn xem video này được là nhiều vui vẻ, hạnh phúc và hoặc là nhiều sức khỏe nha. Thủy làm video này Thủy muốn chia sẻ tất cả các bạn cái cách mà trị ho đơn giản tại nhà. Những bạn nào mà không muốn uống thuốc tây và chúng ta muốn dùng cái phương pháp dân gian thì hãy áp dụng thử cái phương pháp trị ho bằng những cái nguyên liệu có trong nhà bếp chúng ta, chẳng hạn như là tỏi, gừng hay là sả ha. Thì những cái nguyên liệu này giúp cho chúng ta giảm cơn ho rất là tốt và được áp dụng rất là lâu rồi. Nên hôm nay Hỷ muốn chia sẻ với tất cả các bạn, nếu như chúng ta đang bị ho mà trong nhà bếp chúng ta có những cái nguyên liệu này thì chúng ta hãy áp dụng để trị dứt cơn ho của chúng ta nha. Và cái cách làm như sau các bạn nha. Để trị ho bằng phương pháp này thì các bạn chuẩn bị cho Hỷ là 2 tép tỏi và 1 nhánh gừng nhỏ nha. Và các bạn gọt bỏ vỏ nha. Gừng này nếu bạn nào thích thì chúng ta có thể để vỏ luôn nha các bạn. Vỏ gừng này thì uống giảm cân cũng rất là tốt ha. Các bạn rửa sạch gừng và tỏi này nha. Sau đó các bạn bào nhuyễn tỏi ra nha. Sau khi các bạn bào gừng và tỏi nhuyễn ra như thế này thì chúng ta sẽ cho vào là 2 muỗng nước lọc nha. Nước đun sôi để nguội ha các bạn ha, nước nóng cũng được ha. Sau khi các bạn được hỗn hợp là tỏi và gừng này thì chúng ta sẽ cho vào đây là 2 muỗng mật ong nha các bạn nha. Và các bạn trộn đều hỗn hợp tỏi, gừng và mật ong này lên ha. Sau khi được hỗn hợp tỏi, gừng và mật ong thì các bạn sử dụng như sau nha. Các bạn sử dụng một ngày là 3 lần như thế này, sáng, trưa và chiều nha. Các bạn sẽ ngậm vào, các bạn nuốt từ từ các bạn. Thì cái tỏi, gừng và mật ong này nó ngấm vào họng chúng ta
thì sẽ giúp cho chúng ta giảm cơn ho rất là hay ha. Nếu như bạn nào mà đang bị ho nè, các bạn sử dụng phương pháp chữa ho tại nhà này nha, bằng phương pháp gừng tỏi và mật ong này cho hiệu quả rất là cao và cũng rất là dễ sử dụng phải không các bạn, và cũng rất là nhanh nữa. Nếu như các bạn nào đang bị ho thì các bạn nên áp dụng nha. Nếu như các bạn nào xem video và áp dụng thì hy vọng rằng là các bạn áp dụng cho mình hết cơn ho nhanh chóng, có thật nhiều sức khỏe nha. Sau khi Hỷ chia sẻ với tất cả các bạn cái cách mà sử dụng gừng tỏi có sẵn trong nhà bếp để trị ho thì hy vọng rằng là các bạn áp dụng cho mình và có thật là nhiều sức khỏe nha. Nếu các bạn thấy video hữu ích cho Hỷ một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của Hỷ nha. Hỷ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.